sinh những phút yên bình. Đến một ngày chợt nhận ra tình thân vô giá, nước mắt rơi nhìn sau lưng là những ngày lạc lối. Dòng người thì cứ đi qua, một mình ta đứng lặng lẽ giữa phong ba. Mới yêu ra ai còn mãi bên ta, hạnh phúc gần sát bên, cứ ngỡ cuối chân trời. Những điều ta cứ mong chờ không lẽ là hư vô? Những điều ta cứ mong chờ không lẽ là cảm ơn cô. Nè, anh ăn bánh mì đi, bánh mì nổi tiếng lắm á. Ăn rồi uống thuốc cho lành vết thương. Lúc đó muốn trả thù ai tôi không có cản đâu. Bữa giờ cô có đổ xăng giùm tôi chưa? Yên tâm, tôi đổ rồi, đầy nhóc bình. Nè, bữa nay á, cho tôi mượn xe, tôi vô thăm già tôi chút nha. Không được, chiếc xe này á, mà có chạy ra ngoài á, thì chẳng khác nào báo cho tụi nó biết chỗ ẩn nấp của tôi và cô. Không chừng cô còn bị liên lụy mà khó thoát khỏi tay bọn nó. Cái gì ghê, không cho tôi mượn thôi, làm gì dữ vậy? Không phải hù? Tiền mặt của tôi không còn nhiều, nếu có thể rút bằng ATM tôi có thể mua tặng cho cô chiếc xe ngay. Nhưng mà với chiếc xe này tuyệt đối không được tự tiện chạy ra ngoài. Gì? Nổ vừa thôi ông nội, mua tặng tôi chiếc xe máy hả? Chém gió. Ủa, mà ATM là cái quái gì vậy? ATM là cái này nè, nó có khả năng chứa tiền. Nhưng mà hiện tại tôi đang bị truy đuổi, nếu mà bây giờ tôi rút tiền á, chẳng khác nào cho nó biết chỗ ở của tôi. Như vậy cô đã hiểu chưa? Tiền mặt của tôi còn có nhiêu đây à? Tôi đưa hết cho cô để mua đồ ăn và thuốc men. Trời ơi, cái này mà chứa tiền trong trỏng á hả? Trời ơi, lúc trước á tôi móc được quá trời cái này luôn, mà tôi đâu biết là cái gì đâu, tôi quăng hết mẹ rồi. Thì ra cô là dân móc túi à? Mà ATM đó cho dù cô có lấy đi rút tiền á, cô không có rút được đâu, bởi vì nó cần có mật mã. Lang thang rút tiền bậy bạ bị tấm cổ như chơi đó. Nè, không có biết thì đừng có móc túi người ta, lấy thẻ ATM nghe. Tôi biết rồi. Ủa mà nè, anh tên gì vậy? Bữa giờ tôi cứu anh mà tôi không biết anh tên gì luôn á. Lỡ mai mốt Diêm Dương hỏi tôi cũng biết đường khai báo chứ. Dũng. 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 Muốn gì đây? Tao mới nghe chú Thiết nói mày vừa xong một giao dịch lớn, bọn mày không tính mời tao một ly để chúc mừng sao?
Nhất thiết tao phải mời mày uống rượu sao? Mày cũng hiểu là tao không cố ý để tao với mày rơi vào hoàn cảnh như hiện tại. Mình là anh em với nhau, đừng vì chuyện tình cảm riêng tư mà lại không nhìn mặt nhau. Nghe mày nói có vẻ mày tôn trọng tình cảm anh em quá ha. Mày là bạn thân của tao, nhất định phải tin điều đó là sự thật. Nếu mày tôn trọng tình cảm anh em hơn là tình cảm nam nữ thì mày trả kim cương lại cho tao đi. Đừng bao giờ gặp mặt cô ấy nữa. Dương Dũng à, tao nói cho mày biết, tao sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Tao đã sống bên cạnh cô ấy hơn 10 năm trời, không thể nào thua một thằng từ trên trời rơi xuống như mày. Mày hiểu điều đó mà. Ông chủ, ông chủ, lệnh truy nã đã phát ra khắp nơi, chúng ta không thể bay về Hồng Kông được, phải đi theo đường rừng thôi. Mẹ kiếp, bọn chó săn này cứ bám giết không buông tha. Sự việc hôm trước ở cổng chùa đã gây chấn động lớn, đã xảy ra án mạng, hơn nữa sát thủ là người nước ngoài, nên chuyện họ phát lệnh truy nã cũng là hết sức bình thường. Em sẽ đón bà chủ với cậu Thạch Anh. Ông chủ hãy cùng chét đi theo đường bộ về miền Tây trước, để chậm hơn chút nữa thì chúng ta không thể nào trở tay kịp. Mày tưởng tao là ai? Tao không phải là người chịu sống chôn trùi trong nhũi ngay chưa? Ông chủ, nhưng mà... Nhân cái gì? Bao lón Thạch Anh về lấy cho tao bằng mọi giá. Sau đó tóm cổ con gái bố già theo luôn. Hà Băng có chống cự, xử luôn cho tao. Ông chủ nói sao? Xử luôn bà chủ à? Còn con gái của bố già mình đưa qua bên kia làm gì? Lộ ngu. Chỉ cần thằng Thiết nó rời khỏi Việt Nam thì hoặc là nó và con gái nó sẽ chết, hoặc là nó sẽ phải lừa lại cái viên kim cương xanh nó cho tao. Còn bà chủ của mày, mười mấy làm nhờ giúp cơ thể, không làm lực thích sự gì. Mày thưởng là tao có thể xài chung Hà Băng với thằng bố già Thiết nó hay sao? Hả? Dạ 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 dạ. Con đã nghiên cứu rất kỹ về những rủi ro và lợi ích nếu chúng ta thu mua lại Hoàng Long. Tốt lắm, nhất định bằng mọi cách phải ép giá. Giám đốc Hoàng Long là một gã ham tiền, nhưng đang nợ ngập đầu vì thua lỗ. Cơ hội này không phải lúc nào cũng có. Con biết được điều đó chứ. Chính vì vậy mà chúng ta cần có một kế hoạch hợp lý, để sau khi thu mua về vẫn sinh ra lợi nhuận, chứ không phải là một mớ giấy trên danh nghĩa. Con thấy chuyện này không cần phải mất nhiều thời gian như vậy đâu. Cứ xử lý chuyện này giống như trước đây con từng làm, dùng vũ lực ép hắn ta ký tên, nhanh, gọn, lẹ. Cách như vậy tuy nhanh, nhưng không phải lúc nào cũng áp dụng được đâu. Lần này chúng ta nên nghe theo ý của Vĩnh An đi. Thôi, tôi có hẹn với chú Trung có việc gì cần bàn. Cậu An, đi đón kim cương giùm tôi. Chú Thiết, con là vệ sĩ riêng, con sẽ lái xe đi đón kim cương. Chú không cần thiết phải giao cho người khác vậy đâu. Không sao đâu, hôm nay cậu phải đi chung với tôi để gặp chú Trung. Việc này vô cùng quan trọng, giao kim cương cho Vĩnh An tôi cũng rất an tâm. Dạ. Anh cũng thuộc loại cừ đó nha. Mới mấy ngày trước bị thương mà giờ giống như không có gì hết. Ghê thiệt. Không cần cô phải khen đâu. Tới giờ tôi phải đi rồi. Anh muốn đi đâu thì đi đi.
ai thèm giữ đâu. Không cần phải hăm dọa. Dù sao thì cũng cảm ơn cô giúp đỡ tôi trong thời gian qua. Nếu như có cơ hội gặp lại, tôi sẽ đền bù xứng đáng cho. Tôi đây không ham cái sự gặp lại của anh. Chỉ có điều tôi muốn nói với anh một câu. Anh muốn nghe không? Vài ba câu không thành vấn đề đâu. Cô nói đi, tôi nghe mà. Ok. Tôi không biết anh làm cái giống gì, nhưng nếu có thể, anh dừng lại được không? Tại sao? Tôi thấy thần sắc anh không tốt. Tôi sống trong nghĩa địa này nhiều năm, nên tôi có thể có giác quan rất đặc biệt. Tôi thấy sinh mạng của anh có những gãy gập, có những bong tróc, không thể nào hàn gắn được. Và tôi không có thời gian để nghe cô nói nhảm đâu. Trong đây có 100 triệu. Cô tìm thùng ATM đúng màu đúng mã và nhét vô. Nhớ bỏ vô máy và làm theo chỉ dẫn của nó. Nhớ nhanh gọn lẹ, đừng để cái máy nó nuốt thẻ ATM. Mật mã của nó là 。Cô cậu. À, mời cô cậu vô. Em ngủ ngon nha. Mai gặp lại. À, em... Anh khoan đi đã. Em có điều này muốn nói với anh. Lúc ở dưới quê, khi cùng nhau ngắm bình minh, anh đã nói với em là em đừng sợ hãi. Anh sẽ không rời xa em, sẽ mãi mãi ở bên em. Em muốn biết lời nói này giờ còn tác dụng không? Tất nhiên rồi, nó sẽ luôn còn tác dụng suốt cuộc đời anh. Hôm nay em nói thật lòng với anh. Trước đây em có rung động bởi Cao Bằng, nhưng em nghĩ đó chỉ là ngộ nhận một chiều của tình yêu. Cho đến khi anh xuất hiện, tuy không lập tức em có thiện cảm với anh, nhưng rốt cuộc trái tim em đã mách bảo là em... Em cũng biết sẽ rất khó khăn cho anh nếu như bà biết chuyện của chúng ta. Từ trước tới nay em luôn là bảo bối của ba. Điều này em nhận thức được. Ba sẽ không dễ dàng trao em cho ai khác hết. Kim Cương à, anh rất mừng vì em hiểu được điều này. Vì ba rất thương em, cho nên ba nhất định sẽ tôn trọng quyết định của em. Là điều kỳ diệu, là thứ duy nhất khiến em không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Vĩnh An, anh có muốn suốt đời này bảo vệ em không? Anh rất muốn. Anh chỉ sợ là anh làm em tổn thương. Nếu chỉ vì sợ phải tổn thương mà không dám yêu anh, thì em cũng không xứng đáng có được hạnh phúc.
Kim Cương à, em là một cô gái đầu tiên làm cho anh xúc động. Anh yêu em. Cha nội này bị gì vậy ta? Bị truy sát cho tới vậy đó, mà vừa khỏe một cái á là ló mặt ra, cho bị tóm hay gì á? Không lẽ không sợ chết hả? Còn có ông già nát rượu của mình á, chừng nào không được thả đây. Mà mấy người này cũng lạ, hứa là không có cộng đồng ông già mình rồi. Nè cô kia, giờ này không về nhà đi lang thang chi vậy? Ủa, đây là chỗ công cộng mà, tôi ngủ ở đây được không? Được cái gì mà được. Công viên này á, là do những người già giàu, người ta góp tiền lại người ta làm. Mục đích á, là để cho con cháu của họ có nơi an toàn để mà chạy nhảy, chứ không phải dành riêng cho cô đâu nghe. Cô làm ơn đi chỗ khác đi, để người ta mà nhìn thấy cô nằm lăn lóc như vậy như ăn xin ăn mày thì phiền lắm. Nè, chú nói cái gì chú nói lại tôi nghe coi. Ai ăn xin ăn mày ở đây? Không phải sao, nếu mà có nhà có cửa đàng hoàng á, đâu có lang thang trong công viên này là cái gì. Mà thôi, sao cũng được hết á. Cô đi đi, nếu không á là tôi không gánh nổi trách nhiệm đâu. Họ cũng có thể tình nghi cô là kẻ gian, cộng đầu cô giao cho công an để xử lý á. Thôi cô đi đi, đi giùm tôi cái đi. Em chuẩn bị ngủ rồi. Anh đã về nhà chưa? Anh đã về tới nhà rồi. Tự nhiên anh thấy nhớ em quá. Lúc nãy anh chạy xe trên đường, anh cảm thấy hối hận lắm, em có biết không? Anh hối hận chuyện gì? Tại sao anh lại không cãi lời chú Thiết, bất chấp mọi thứ đưa em về quê lần nữa? Anh nhớ cái thời khắc yên bình đó. Mỗi ngày mở mắt ra đều được nhìn thấy em bên cạnh. Thôi được rồi, để khi nào xong việc em sẽ xin ba để anh đưa về quê chơi một lần nữa nha. Ừ, anh sẽ chờ mà. Mưa rồi, em phải xuống nhà đón Ruby đây. Ngày mai mình gặp nhau nha. Vĩnh An, em yêu anh. Em cẩn thận. Nhớ là chỉ đứng trong căn biệt thự, không được ra ngoài đường đó biết chưa? Biết rồi. Vậy nha, bye. Có cái công viên à, bỏ không. Cũng cho mình trú mưa nữa. Không cho người ta ngủ qua đêm được luôn á. Đúng là tụi nhà giàu, toàn là thứ không tim mà. Đau bụng quá.
ai chứ. Trăn gấu mà. Mày không được xỉu ở đây. Xỉu ở đây là mất mặt lắm. Đừng xỉu nha. Lạ thiệt. Mới nằm ngủ chút xíu mà đã nằm mơ. Lại còn nằm trong cái phòng đẹp như vậy nữa. Hồi nào giờ đâu có mơ giấc mơ sến súa gì đâu trời. Tỉnh dậy đi Trăng Gấu ơi. Chị tỉnh rồi hả? Ủa, tôi đang ở đâu vậy? Chị không nhận ra tôi hả? Tối hôm qua chị đi ngang qua biệt thự nhà tôi rồi bất tỉnh luôn trước cổng. Chị làm tôi sợ muốn chết luôn vậy á. Tôi tính đưa chị vô bệnh viện nhưng mà miệng chị cứ kêu đói hoài cho nên tôi lấy cho chị 2 ly sữa. Hả? Cái gì? 2 ly sữa? Chị uống hết luôn á. Mình còn uống sữa nữa chứ. Từ nhỏ tới giờ có bao giờ mình đụng tới thứ này đâu trời. Chị đã khỏe hẳn chưa? Chắc là chị đói cho nên chị xỉu thôi. Không có cần phải uống thuốc đâu. Em gái tôi á đang lấy đồ ăn cho chị đó. Ủa mà đây là đâu vậy? Thì nhà tôi. Phòng của tôi á. Gì vậy? Đồ tôi đâu? Thì đồ của chị ướt nhẹp mà nên tôi thay rồi. Tôi cho người giặt rồi. Sao vậy? Trời ơi hả? Chị có biết là tôi với em tôi phải lựa dữ lắm mới có bộ đồ vừa sai chị á. Cô thay đồ cho tôi hả? Sao vậy? Chị sao vậy? Chị không sao chứ? Chị Hai ơi. Chị Hai à? Cơm có rồi nè. Mà có nước cam nữa. Đây chị bưng cho. Em mang nước cam cho chị uống đi. Dạ. Chị ơi, chị uống miếng nước cho khỏe đi chị. Món này mày ăn bao giờ chưa? Tao mới ăn lần đầu á, ngon giả mà ăn luôn. Ăn đi. Chị cho em hả? Ừ, thử đi, ngon lắm. Nhưng mà chị có hại em không? Trời. Là chị. Là cô. Ủa, bộ hai người quen nhau hả? Bắp sao? Ê chị. Cũng khó xử nghe như mày. Tao đã từng cho mày sự lựa chọn và mày đã chọn phụ nữ mà quên đi tình cảm anh em bao nhiêu năm. Có đúng như vậy không? Dũng à, mày đừng có nói nữa. Từ đây về sau, tao sẽ không bao giờ xen vào những chuyện vô lý như vậy nữa. Nhưng tao cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Hai người yêu nhau cũng có thể sẽ chia tay. Thậm chí mày và Kim Cương nắm tay vào lễ đường, tao cũng không tin là hai đứa mày được hạnh phúc đâu. Đó là tình yêu của mày sao Dũng? Tình yêu của mày không phải là mong cho Kim Cương hạnh phúc, mà mày chỉ làm mọi cách để chiếm hữu được cô ấy. Đến khi mọi thứ không như mong muốn của mày thì mày lại mong Kim Cương gặp bất hạnh để mày hả hê bản thân của mình. Đó gọi là tình yêu à? Mày là một kẻ ích kỷ. Tao ích kỷ? Kỳ lạ thiệt. Mày mới là thằng ích kỷ. Tao khuyên mày nên tìm cách cư xử làm sao cho tử tế,
tao đưa mày vào công ty này được thì tao cũng có thể hất mày ra khỏi công ty này mà không cần phải suy nghĩ. Mất mặt quá. Chị em con nhỏ đó chắc chắn nó nghĩ mình là đã ăn cắp lừa đảo nó lấy sợi dây chuyền. Bây giờ mình phải làm sao đây trời? Chị đã khỏe hẳn chưa? Chắc là chị đó cho nên chị xỉu thôi, không có cần phải uống thuốc đâu. Em gái tôi á đang lấy đồ ăn cho chị đó. Người ta đối xử tốt với mình như vậy, nếu như mà mình lấy sợi dây chuyền này thì cả đời mình sẽ sống ray rứt. Thì cứ tin. Anh đó, lo bận công chuyện cho ba thì không cần phải chiều em như vậy đâu. Em ở nhà cũng không có buồn, còn có Ruby trò chuyện bên em nữa mà. Chứ bắt anh làm nhiều chuyện như vậy anh sẽ mệt lắm đó. Em á, chính là liều thuốc của anh. Chỉ cần được gặp em là bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết. Mà anh nè, anh vẫn chưa nói cái bí mật của em cho ai đúng không? Chưa. Anh, em nghe nói á, ba chuẩn bị thu mua lại mấy công ty. Hôm qua em thấy có một vài người tới tìm ba, em thấy họ tội nghiệp lắm. Anh An à, liệu lần này á, ba có làm gì quá đáng không? Chắc em đã từng nghe thương trường như chiến trường. Cuộc chiến đó không chừa bất kỳ một ai, dù ba em có đứng ngoài cuộc cũng không có cách nào thoát được. Trong cuộc chiến này, chỉ có kẻ mạnh mới có thể giành chiến thắng. Nhưng tại sao nhất thiết phải như vậy? Mỗi người nhường nhịn một chút, ai cũng kiếm được cơm ăn, có phải vui hơn không? Trong cuộc sống có một thứ không thể dừng lại được, đó chính là tham vọng của con người. Không phải ai cũng có thể suy nghĩ được như em đâu. Anh nhất định làm được phải không? Phải không? Anh hứa. Hiện tại thì anh đang cố hết sức để việc thu mua theo hướng phù hợp và an toàn nhất. Anh sẽ không để bất kỳ ai phải tổn thất. Em tin anh. Mà chừng nào anh mới chịu đưa em về thăm ông bà ngoại vậy? Anh hứa thôi mà. Để có thời gian rảnh đi, anh sẽ đưa em về liền. Bữa sau anh dẫn em đi ăn kem nữa nha. Anh à, gần 2 tuần rồi nha. Em còn tưởng anh giận em cả đời này không chịu bước chân vô nhà nữa chứ. Em cũng còn muốn gặp lại anh sao? Vậy mà anh cứ tưởng là mình phiền phức. Lúc nào em cũng muốn tránh né rời xa anh. Anh Dũng, chưa bao giờ em muốn anh biến mất hết á. Anh đó là anh trai của em mà. Có anh ở bên cạnh, em cảm thấy vô cùng tin tưởng. Nhưng rất tiếc, anh không cần cái thứ tình cảm giữa anh trai và em gái. Em có thể yêu thương, tìm cảm giác khác, anh chấp nhận. Nhưng mà nè, anh sẽ luôn chờ đợi em. Anh tin là một ngày nào đó, em sẽ hiểu được tình yêu mà anh dành cho em là lớn như thế nào. Dũng à, mày đừng làm khó Kim Cương. Tao với cô ấy đã có hứa hẹn với nhau. Cô ấy chưa bao giờ yêu mày, đó là sự thật. Mày có tin tao bắn bể đầu mày không? Anh,
Có tao ở đây, ai cho phép mình lên tiếng? Anh Dũng à, đây không phải là lần đầu tiên em chứng kiến anh kiểu thô lỗ như vậy. Tuy nhiên em có thể thông cảm, bởi vì tính chất công việc của anh. Nhưng anh hành sự kiểu này với anh Nam, em không thể nào chấp nhận được. Vậy em có hiểu được cảm giác của anh hay không? À quên, em là tiểu thư lá ngọc cành vàng, thì làm sao mà hiểu được cảm giác của người khác. Em muốn gì được nấy mà. Nhưng mà tôi xin thề, một ngày nào đó các người sẽ hiểu được cảm giác của tôi như bây giờ. Chị cũng vô nhà chơi, có chị hai của em ở trong nhà nữa đó. À, chú, đây là bạn của con á. Ờ, vậy hả? Vô nhà đi chị. Theo đi. Em và con bay về bến trước, anh còn một số việc cần giải quyết. Vé máy bay anh đã lặt sẵn rồi, ngày giờ xuất phát thằng Cấu nó sẽ báo cho em biết. Mười mấy năm trước anh ép em đi làm vợ người ta để giúp anh. Bây giờ anh ép em quay trở về đó, trong khi em chưa nắm một thứ quý giá gì trong tay hết. Không lẽ suốt đời em chỉ bị ép thôi sao? Em nói là em bị ép suốt lời nghĩa là sao? Em chưa thể rời khỏi bố già trong lúc này. Em đã mất công làm vợ hắn hơn mười mấy năm, dẫu sao em phải có được cái gì trong tay chứ. Không lẽ em bỏ đi với hai bàn tay trắng sao? Mục đích của chúng ta là tìm kiếm và lấy lại viên kim cương xanh. Cho tới bây giờ là thực hiện được lâu. Em còn xét anh à? Em cũng đã làm hết sức mình rồi. Sự hết sức của em chỉ là vô tích sự thôi. Thôi được, nếu em còn lưu luyến thằng bố già đó thì em cứ ở lại, còn con của anh sẽ về bên trước. Lạ lên lúc phải nói cho nó biết ba của nó là ai rồi. Em không đồng ý. Thạch Anh nó chưa hiểu chuyện nên nó không thể nào hiểu được sự thật. Nó sẽ không bao giờ chấp nhận anh một cách dễ dàng như vậy đâu. Nếu em không muốn lối gia liệu đó thì anh định làm gì? Chị uống nước đi. Ừ, đi rồi. Chị khỏe hẳn chưa vợ? Hôm đó chị bỏ chạy đi, chưa kịp ăn gì hết, cho nên làm tôi sợ chị đi giữa đường chị lại ngất xỉu á. À, xin lỗi. Thực ra tôi đến đây để trả lại cái này. Ruby có nói với tôi, với lại hôm đó chị về nhanh quá nên tôi cũng không có kịp hỏi. Lúc mà mất sợi dây chuyền á, Ruby nó buồn lắm. Chị đừng có lo, chị đã tìm lại giúp nó rồi. À, với lại á, để tôi gửi chị ít tiền coi như là chuộc lại sợi dây chuyền này. Chị thấy làm sao? Tiền chuộc á? Ừ. Chị,
Cái sợi dây chuyền này á là của ba tặng cho em đó, cho nên nó rất là quan trọng đối với em. Bây giờ á, chị tìm lại được cho em rồi, chị cho em chuộc nha. Bao nhiêu tiền em cũng chuộc hết. Thôi, tôi không có lấy tiền chuộc đâu. Cái này là của hai người. Tôi về đây, tôi xin lỗi. À, chị chị ngồi lại đi. Sau này á, chị có muốn cứ tới đây chơi với chị em tôi bất cứ lúc nào cũng được hết á. Tôi tên là Kim Cương. À, còn em đó là Ruby. Còn chị tên gì? Hôm trước á, chị cứu tôi mà tôi chưa có kịp hỏi tên chị. Tôi tên Trang, nhưng mà ở nhà ông già tôi gọi tôi là Trang Gấu nên tôi nhận luôn. Tên Gấu hả chị? Vậy là từ giờ em sẽ gọi chị là chị Gấu. Dễ thương mà. Thì gấu á là một con vật đáng yêu mà, không sao hết. Chị Trang nè, tôi cảm ơn nhiều nha. Không ngờ không những chị cứu mạng tôi mà còn tìm được đồ vật cho Ruby nữa. Thực tình tụi tôi không có biết làm cái gì để cảm tạ chị nữa hết á. Đừng nói vậy. Tôi chị hai. Chị hai đeo giùm em đi. Rồi, đẹp rồi. Chúc mừng cô Út đã tìm lại được sợi dây chuyền. Tôi phải về rồi. Có dịp gặp lại sau ha. Hay để hai chị em tôi đưa chị ra cửa. Đi. Trước ba hỏi con về viên kim cương xanh đó. Vật đã trao tặng rồi, không có được thắc mắc nữa đâu ba. Nhưng cái gì? Không có được nhưng. Con không có chấp nhận chữ nhân của ba đâu. Bởi vì vật đó không còn thuộc sở hữu của con nữa. Con đã đem tặng cho một người. Cái gì? Cái gì? Tại sao mẹ con tao phải ra khỏi nhà? Đồ ngủ láo, tao phải dạy cho mày một bài học mới được. Đánh ra đi. Tôi chịu được quá đủ rồi. Con nên nhớ, chúng ta là những người thâm nhập để mà tìm chứng cứ. Chấm hết. Nhiệm vụ của con cũng sắp hoàn thành. Vụ án tên trùm Chu Sanh Hen đang ở Việt Nam, đang được cấp trên rất là quan tâm. Và cấp trên đã bằng lòng để cho con tham gia chuyện án này. Con thấy có khó khăn gì không? Chú đã nhiều lần nói với con về vấn đề này. Con không cần suy nghĩ lung tung cho mẹ. Con đã giới thiệu Vĩnh An cho chú. Nhưng để cậu ta làm việc ở công ty, giao cho cậu ta trọng trách gì là do bản thân chú quyết định. Có đúng không? Trời hả? Trời hả?